Nếu như các bạn đang có ý định mua tóc giả thì hãy nghe hết câu chuyện này. Hôm nay tôi đã đặt mua 3 bộ tóc giả ở trên mạng vì đã quá chán ngán với bộ tóc cụt ngủn của mình. Hàng vừa mới tới là tôi đã vội vàng đem lên trên lầu để khui. Có 3 màu đó là đen, vàng và cam, thì trong đó bộ màu đen là bộ dài nhất và trùng với cả màu tóc hiện tại của tôi, cho nên là tôi đã quyết định lấy bộ đó ra và đeo đầu tiên. Lúc đó cô bạn thân Anna của tôi ngồi bên cạnh, thấy tôi không có ý định dùng 2 bộ còn lại cho nên đã ngỏ ý mang về cho 2 đứa em của cô ấy sử dụng. Tôi đã đồng ý và đưa cho cô ấy mang về. Tôi ngắm nghía mình ở trong gương, sau đó là chỉnh sửa lại sao cho trông tự nhiên nhất. Sau một hồi tôi thấy cũng đã ưng ý, cho nên là ngồi lướt điện thoại và vô tình thấy một bài đăng Creepy Pasta về tóc giả. Nội dung đó là cảnh báo cho mọi người nếu như muốn mua tóc giả thì hãy kiểm tra kỹ nguồn gốc, bởi vì dạo gần đây có rất nhiều tin đồn nói rằng một số công ty đã hại người để lấy tóc. Lướt được một lúc thì thấy bài đăng của một bạn nhỏ cũng nói rằng bạn ấy đã mua tóc giả. Sau khi mua thì lúc nào cũng thấy có một con ma nữ đeo bám mình khắp nơi. Sau khi bạn ấy đội bộ tóc này được 3 ngày thì người ta đã tìm thấy xác của cô bạn ở một nơi hoang vắng. Khám nghiệm xong thì cũng không biết nguyên nhân lìa đời là gì, cho nên đây vẫn là một vụ án vô cùng bí ẩn. Sau khi xem xong thì tôi thấy cái bộ tóc của cô ấy nó na ná như bộ tóc mà tôi đang đội. Rồi theo quán tính thì tôi vuốt nhẹ lên bộ tóc giả mà mình đang đội, sau đó là quyết định đi ngủ, bởi vì tôi nghĩ rằng hôm nay lướt mạng xã hội đến đây là quá đủ rồi. Vừa nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ thì tôi thấy một người mặc đồ trắng, tóc đen dài phủ kín khuôn mặt ngồi ngay bên cạnh giường tôi, nhẹ nhàng ghé sát vào tai tôi và nói rằng: "Trả tóc cho tôi, trả tóc cho tôi." Lúc này đầu óc tôi rất tỉnh, muốn vùng dậy để thoát ra khỏi đó. Thế tuy nhiên lúc này người tôi lại như có vật gì đè nặng lên, muốn vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra được. Rồi khuôn mặt đó dần dần áp sát vào tôi. Khi mà hai khuôn mặt chuẩn bị chạm nhau thì bỗng nhiên tôi bừng tỉnh dậy. Đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất mà tôi từng gặp.